gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Vài câu ca ngắn mà gợi lên được hình ảnh của một vùng đất trù phú, cá tôm hào sản, nhất là cá sông và cua đồng. Những buổi chiều ở thôn quê có cái thú riêng của nó. Ui, nhiều quá. Đây. Ui, khá là nhiều cá. Rách tạch 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 tạch. Sau những giờ vất vả trên đồng, người ta về nhà, chèo chiếc xuồng ra thăm con nước, nhổ cái lợp đặt cá, lấy cái trứng lương đã đặt từ chiều qua. Nhìn như ống nước ha. Hồi đó là người ta làm bằng chấm bằng ống tre, còn cái này là thời hiện đại rồi. Bây giờ mình trút lương ra như thế nào? Mình ở trong đây có cái đồ lấy lương vô nè, giờ mình lấy ra rồi mình trút ra. Thế là lại có thêm được một mớ cá rô đồng, thêm vài ba con lương. Lại vòng ra sau nhà, hái thêm ít cọng bông súng, rau muống đồng. Thế là đủ đầy cho bữa cơm chiều. Xin chào quý vị khán giả của Việt Nam Mến Yêu. Chúng ta tạm biệt với chú Ba với những món nướng vô cùng dân dã. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những món mà sáng nay Hiếu với cả Thảo đích thân ra ngoài đồng bắt, nào là cua, lươn và cá. Cá rô. Và hồi nãy thì em đã giúp chị Hạnh đi hái rau muống và bông súng, để hôm nay mình chế biến một nồi canh chua đầy màu sắc. Tuyệt vời. Chị, với hôm nay mình sẽ làm những món gì ạ? Hôm nay mình sẽ làm canh chua cá rô đồng. Rồi cua này mình sẽ rang muối. Vâng ạ. Ăn với muối tiêu chanh. À, ngon lắm. Em không biết cua đồng này, cua đồng á. Cua rồi... đồng ở dưới miền Tây là ngon số 1 luôn. Là món lươn này thì mình sẽ làm gì ạ? Lươn này mình âm nước dừa rau ngổ. Ngon lắm. Nước dừa rau ngổ. Rất là. Bây giờ mình có 4 món. Trước tiên là mình cần phải làm gì hả chị? Này mình thắng nước màu nữa, mình kho. Thắng nước màu là em biết làm. Mà chị nhìn nha, coi chị bị khét. Cô này cô giỏi lắm chị. Cứ thắng cái gì là cháy cái đây. Nhắc tới những món ngon dân dã của miền Tây thì không thể bỏ qua món cá rô đồng kho tộ. Mấy con cá rô vừa bắt lên đánh sạch vẫy, ướp thêm ít gia vị, kho liu riu cho thấm trên bếp củi, cho đến khi nước sệt lại, mùi thơm đậm đà xộc lên, mang theo đầy hương vị của ruộng đồng. Rồi mình sẽ làm lương âm rau ngổ nước dừa nha. Dạ. Mình sẽ để lương vô. Mình sẽ để cho ấy cho nó săn lên đi rồi mình. Cái này là gì hả chị? Cái này là nghệ. Khử mùi tanh của lương đúng không chị? Tanh. Nghệ tươi. Nghệ tươi mình phấy ra. Ngoài khử mùi tanh thì nghệ còn giúp cho món lương mình đẹp mắt nữa đúng không chị? Rồi mình để nước dừa nha. Dạ. Cho nó sắc nó thấm từ 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 xuống. Cái này khoảng 15 phút ạ. Từ từ nước riu riu nước dừa nó mới ngon, nó mới thấm. Dạ. Em nghe nói là lương đồng của mình á ăn là số 1 luôn. Lương đồng ăn ngon, bổ. Bổ. Dạ. Lương chín là đã cho. Rồi, chín ngon rồi mình quá. Sẽ để rau vô này nha. Dạ. Rồi. Rồi mình để sẽ cắt ớt. Em ngửi thấy mùi thơm quá chị. Mùi thơm của nghệ nè, của lương nè và của rau om đúng không chị? Rau om này, rau om tím nè. Dạ. Mình ăn với lương om nước dừa này là bổ lắm á. Thì mình làm món gì tiếp theo ạ? Mình làm canh chua với cua ăn muối. Trong căn bếp những chiều mưa ở miền Tây, khó mà thiếu nồi canh chua cá. Canh chua miền Tây thường được nấu với nước me chua. Cá rô đánh sạch vẫy, rồi để nguyên con cho vào nồi nước đã nêm vừa ăn. Rau nấu canh chua rất phong phú, nhưng không lúc nào thiếu mớ bông súng và rau muống đồng. Thêm ít bông điên điển, rồi ít bông so đũa. Trong nồi canh chua thật nhiều màu sắc. Thêm ít màu xanh của rau mù om, ít đỏ của ớt là đúng điệu. Vài con cua đem về rửa sạch. Bắt chảo lên bếp, cho càng cua vào, rồi rắc muối ớt lên rang với ngọn lửa liu riu. Cho đến khi vỏ càng cua chín vàng, muối rút khô bám vào cua là được.
Bữa cơm chiều quê có nồi cá kho, ít cua đồng rang muối, bát canh chua cá rô đồng. Hôm nào có khách sẽ dọn thêm bát lương ung nước dừa. Tất cả mùi vị ấy hòa quyện vào nhau, gọi là mùi của quê nhà, của đồng nội. Rồi đồ ăn đã xong rồi, mời hai em thưởng thức nha. Dạ. Dùng cơm. Em cảm ơn wow. chị. Thật là hấp dẫn. Em dùng cua trước. Em là thấy cua rất là hấp dẫn. Cua này cua nhâm nhe từ nãy giờ rồi. Cua đồng đó. Cảm giác của em như nào khi mà em ăn miếng cua? Anh thì anh nghe tiếng giòn tan ở cạnh tai của anh rồi đấy. Dùng hai ngón tay nhón con cua đồng đưa lên miệng cắn cái rốt. Vị ngọt của thịt cua hòa lẫn vị cay the của ớt, vị mặn mặn của muối lan tỏa thấm vào vị giác, một hương vị khó quên. Ngon xuất sắc luôn chị. Cua hiền, thịt ngọt nè. Mà gia vị thì thấm đều chị. Và đặc biệt là giòn tan luôn. Em mời chị ạ. Rồi rồi. Cá cực kỳ thấm gia vị luôn á chị. Cá này phải ăn cùng với lá sen non mới ngon. Cái gạch cua em ăn á, cảm giác là nó béo, rất là béo trong miệng em luôn. Và thơm. Đúng là cua đây là cua đồng nhưng mà cái thịt nó lại nhiều hơn bình thường á. Cực kỳ ngon. Cái vị đầu tiên mình có cảm nhận được ấy, đó chính là cái vị cay từ ớt và vị thơm từ con lươn. Và có mùi thơm của nghệ nữa. Mùi thơm của nghệ. Và cái rau tím á, nó rất là đặc trưng khi mà mình với cả cái món lươn này. Khi mà ăn cái thịt lươn mình vẫn có cảm giác là cái mùi rau nó vẫn còn phảng phất ở đâu đó. Nào đây lấy cho em ít nước này. Chị nói ăn cái này bổ lắm đấy. Thực sự tất cả các món mà Hiếu được thưởng thức ấy, nó rất là tuyệt vời. Mỗi một món ăn nó đều mang một cái hương vị khác nhau. Anh ơi, bây giờ em mời anh ăn món canh mà em nấu. Nha. Nãy em đã ăn thử cá mà anh kho rồi đúng không? Bây đúng giờ tới lượt canh em nấu. Cực kỳ ngon luôn, có điên điển nè, bông súng và rau muống để em hái. Anh ăn thử có ngon nha. Và cả nhà mình thưởng thức nha. Ngon. Thật là tuyệt vời khi mà một ngày em cùng với cả Phương Thảo được trải nghiệm làm người dân miền Tây thứ thiệt. Khi mà được mặc trên mình bộ đồ bà ba như thế này này, và được tự ra ngoài đồng bắt cua bắt cá, rồi về đây theo chị Hạnh chế biến từng món ăn. Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Ngày hôm nay chị Hạnh đã chỉ cho tụi em nấu những món ăn rất là dân dã. Và mong rằng chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe để giữ được hồn quê chị nhé. Rồi rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Sau một ngày trải nghiệm tại miền Tây Nam Bộ thì em cảm thấy thế nào? Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với em. Em được trải nghiệm bắt cua, bắt ốc, bắt cá. Và bên cạnh đó thì được thưởng thức những món ăn mà chưa bao giờ mình được thử qua trong một không khí rất là trong lành và bình dị như thế này. Sau ngày trải nghiệm hôm nay thì Hiếu đã có một cảm nhận mới. Đó là những cánh đồng lúa xanh mướt mát không chỉ cho chúng ta lúa gạo mà còn cho người dân miền Tây Nam Bộ những thực phẩm khác nữa. Và những món ăn ở nơi đây thì rất là dung dị, chân chất, đúng như người dân vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thủy Biều nghĩa là bầu nước. Cái tên cũng đã gợi cho bao người về miền đất trù phú, được ôm ấp bởi dòng sông Hương thơ mộng. Những ngôi nhà trường Huế hàng trăm năm tuổi, cùng sản vật thanh quý để tiến vua, tất cả sẽ có mặt trong Việt Nam mến yêu.